Lý thuyết là mở cửa là sale ngay đang sale ngay còn gì nữa, ở đưa ra đóng treo cổ còn gì nữa. À, lỗi D1 nha. À, cái này hạt một hả? À, D một nguy à, hiểm D em hiểm nha. ra là cao lắm Hiểm nha, hiểm luôn à, cái này là nha. D1 quá nhau thì thì hạt một thì đừng nói là hạt một là sale đúng không có với cái này là hạt một à, thấy chưa không có cái nào cái này à, là thôi cơ hội hay được cho cái này đủ lo à, đúng rồi được cho cái dấu hiệu đảo chiều rồi mình không biết đảo chiều thiệt hay giả nữa nên thành ra nó là được cho cho cơ sở về cái đến mười chín không cái đó cái này đâu để một nên một đúng không là ngừng à à nếu một là ngừng xuống vô là dừng lại thả vô cái xéo đúng rồi cái phần xéo tôi nhớ vậy về luôn đó. Dễ chứ Dễ. Dễ tâm đâu mình dễ cho bạn anh đây bên đây khung này bên đây khung này mới nhớ là D rồi kia á hai khung nó ngược nhau hai khung ngược nhau H1 thì mình trước khi qua H1 thì mình làm bước trung chuyển.